cái điều gì trong cái chương trình Chuyện Tình Yêu của các bạn mà các bạn nhớ nhất tới bây giờ? Đó là cái bài hát anh Lượng hát tặng. Lúc mình thử khóc gì rơi nước mắt. Dừng lại vì cái nguyên nhân là chán nhau thì em nghĩ là chưa bao giờ. Như em thì em ích kỷ lắm. Cái gì của em thì phải 100% là của em. Cái tình yêu nó bền chặt hơn, đó là sự chân thật, tin tưởng lẫn nhau. Xin chào mừng tất cả quý vị cùng quay trở lại với chương trình Chuyện Tình Yêu, yêu không ngần ngại, số đặc biệt trong không khí cuối năm. Bây giờ sẽ là đoạn hạnh phúc nhất của câu chuyện tình yêu. Bắt đầu là những chuyện rất khó khăn, sau đó là rất nhiều thử thách. Và trong 12 cặp đôi đã đến với chương trình thì đã có 2 cặp đôi đến với cái điều tuyệt vời nhất mà bản thân Tùng khi dẫn chương trình về điều này cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi xin được phép mời lên sân khấu 2 cặp đôi Harry Won, Tiến Đạt và Minh Huyền, Khánh Hưng. Cặp đôi bên này thì đã có một cái hình thức đám cưới ở trong chương trình, đúng không ạ? Còn cặp đôi bên này thì đã có một đám cưới tưng bừng ở ngoài đời. Và chúng tôi đang dành cho họ những cái điều đặc biệt nhất của chương trình, khi mà họ đã không ngần ngại đến với cái quyết định quan trọng nhất của tình yêu, đúng không? Và bây giờ thì đầu tiên là lời cảm ơn dành tặng cho 2 cặp đôi. Và chúng ta sẽ trò chuyện sau, còn bây giờ ăn kem trước. Xin mời mang kem ra. Đó, nhạc lên là nhúng nhảy, nhạc vừa dừng, ăn kem. Và nhạc trỗi lên, xin mời là nhảy nha, nhảy cho đẹp xem nào. Đôi nào ăn kem xong trước là đôi đó thắng nha. Hai bên cùng ăn rồi, nhạc lên rồi, nhảy tiếp, nhảy tiếp. Ăn gian nè. Ăn cùng từng xe dây góc kia chú mưa, nên hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Ăn chưa được nhiều hết á. Ngày ta cùng đón tương lai, bàn cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói nên từ phút giây đầu chúng ta sẽ bên chung một nhà. Ăn nhảy 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 không ăn nhảy. Ủa này là có được ăn không? Ăn. Trời ơi. Wow. Và bây giờ sẽ là phần quà của Connector dành tặng cho cặp đôi vừa nhảy rất đẹp, vừa ăn kem rất là nhanh của chúng ta, Tiến Đạt và Harry Won. Có người nói rằng là hôn nhân đó chính là đoạn đường cuối cùng của tình yêu. Tôi không đồng ý điều đó. Nên nói đây là một nấc thang mới để yêu không ngần ngại ở mức độ cao hơn. Mà khi mà nói về hôn nhân, điều mà người ta hay nói nhất đó là liệu sau hôn nhân còn lãng mạn không? Thì lâu lâu thì mình vẫn làm bất ngờ với vợ mình. Thì ví dụ như khi mà mình về sống chung một cái mái nhà rồi, thì cái việc nhắn tin á thì diễn ra nó sẽ rất là khó so với hồi trước. Trước rồi mình không gặp nhau thì mình hay nhắn tin. Thì lâu lâu thì một tin nhắn hoặc 2-3 tin nhắn hoặc là những cái tin nhắn bất ngờ. Thì đó là ở chung nhà vẫn nhắn tin. Đúng rồi anh. Tụi em có dự tính là cứ mỗi tháng mà tới cái kỷ niệm ngày cưới thì tụi em sẽ đi chơi ở một cái nơi xa xa. Họ lấy nhau xong mà họ vẫn tiếp tục lãng mạn từng tháng một lại đi chơi. Thì điều đó vô cùng dễ thương phải không ạ? Quá là đáng yêu. Còn bây giờ tới cặp đôi xuyên quốc gia. Rồi bên nào ăn, đồ ăn của bên nào nhiều hơn? Em ăn đồ Việt Nam nhiều hơn hay là em nấu đồ Hàn Quốc cho Đạt ăn nhiều hơn? Thì cả hai ăn món ăn Việt Nam nhiều hơn. Do người bếp làm. Rồi, cái này tôi hỏi thiệt nha. Có bao giờ Tiến Đạt bị vô cái tình trạng vợ mình nói tiếng Việt không nghe được không? Vẫn nghe bình thường. Nhưng mà lâu lâu không hiểu rồi. Lâu lâu vẫn không hiểu hả? Rồi những lúc mà không hiểu đó là bạn tự suy diễn hay là bạn hỏi lại? Tự suy diễn, nhưng mà chật hết cho nên là tốt nhất là nên hỏi. Em có bao giờ mà anh tỏ ra là anh không hiểu tiếng Việt của em làm em buồn không? Dạ, không phải buồn mà là cực kỳ bực mình. Tại vì anh ấy, em nói như vậy thì anh làm sao hiểu được? Em nói tiếng Việt kỳ quá, thì Harry cãi lại. Thì anh nói tiếng Hàn Quốc kiểu như em đi. Anh nói tiếng Hàn Quốc kiểu như em nói tiếng Việt đi, anh nói nổi không? Trời dạ, ơi, một cô vợ đáo đề. Đúng không? Harry hiểu từ đáo đề không? Không. Trời ơi.
Không mà cười như đúng rồi á. Đáo để có nghĩa là biết cách trị chồng mình một cách rất khôn ngoan. À, tức là biết chặt chém à? Và biết chặt chém. Cái từ ta đáo để hay vậy. Dễ thương quá. Bây giờ ở với một cái cô vợ dễ thương như vậy thì anh có lo sợ không? Chứ tôi là nói thật nha, tôi dẫn chương trình cho biết bao nhiêu cô gái mà có quản lý của Harry làm chứng là khi mà Harry diễn tôi không rời mắt được tại vì quá đẹp. Ở đây là sợ cái gì? Có sợ mất không? Lỡ mất rồi sao? Nó mất rồi, nên cũng không sợ đâu. À là mất rồi hả? Nên là anh nói vậy là có nghĩa là em hết giá trị rồi đó. Dạ không, em rất thích những đàn ông của em mà tự tin như thế này. Thì tuy chiều cao của anh ấy rất là khiêm tốn, nhưng mà anh ấy rất là tự tin về mọi thứ, về những cái gì mà liên quan tới em. Thì em cực kỳ thích cái điều đó. Phải không anh? Quay trở lại với cặp đôi của Hưng và Huyền, tôi biết rằng là các bạn là những người rất thích sự bất ngờ. Vậy bất ngờ nó có phải là cái yếu tố chính để mà chúng ta hạnh phúc tới bây giờ không? Cái ngoài cái bất ngờ thì cái mà để mình duy trì nó còn có sự lạc quan nữa. Cả hai cùng phải động viên nhau, không lúc nào chồng em cũng gọi là hỗ trợ cho em hết. Đi ra ngoài mình làm việc mình có thất bại hoặc là mình nhìn, lúc nào chồng em cũng hỗ trợ, cũng động viên về mặt tinh thần cho mình, không bao giờ là làm cho mình bị cảm thấy là mình kém cỏi á. Quý vị thân mến, đương nhiên là chuyện tình yêu yêu không ngần ngại không phải là một chương trình về hôn nhân. Chúng tôi chỉ mượn câu chuyện hôn nhân của hai cặp này để kết lại 12 câu chuyện của chúng tôi mà thôi. Và những cung bậc đó đã tạo nên một cái thế giới tình yêu rất là đáng yêu. Và Tùng tin chắc là quý vị cũng sẽ đồng ý với Tùng rằng nếu chúng ta vẫn còn sống trên đời này là vẫn còn phải yêu, mà phải yêu không ngần ngại, phải không ạ? Vào lúc này thì tôi rất là muốn mời tất cả những cặp đôi đã từng tham gia chương trình Chuyện Tình Yêu mà có mặt trong cái chương trình đặc biệt hôm nay cùng bước lên sân khấu ạ. Quý vị thân mến, câu chuyện tình yêu của 12 cặp đôi đã dừng lại rồi. Chúng tôi sẽ không thể nào nói hết lời cảm ơn dành cho họ, bởi vì họ đã rất chân thành khi tham dự chương trình này, đã kể hết tất cả những cung bậc cảm xúc. Thôi thì thay mặt tất cả những người làm chương trình, thay mặt luôn cả quý vị nữa, chúng ta chúc cho họ một mùa Giáng sinh thật ấm áp và những ngày tháng sắp tới là những ngày tháng yêu không ngần ngại một cách không mệt mỏi, đúng không ạ? Bây giờ sẽ là những món quà đến từ Connector. Welcome to the stage. Vỗ tay lớn không ba ơi? Dancing through the snow in a one-horse open sleigh. On the field we go, laughing on the way. Bells on bobtail ring, making spirit bright. What fun is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle bell ring. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell ring and the jingle bell rock. Jingle bell sing and the jingle bell drop. Ding ding dong, là ta cùng nhau đón. Ding dong ding, bao niềm vui trong đêm sinh. Đong 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 cùng đón một năm tròn, là ta cùng ding ding ding, ôi thật vui trong đêm Giáng sinh. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Một đêm an lành bên ba người thân trò chuyện suốt đêm, cùng chúc nhau con lành. Come on, oh đêm Noel xin ơn trên ba nào bên trên trần thế. Ha ha, Santa Claus đi xe lại khoác trên vai ba lời nguyện cầu. Còn chúc trong đêm Giáng sinh cho mọi người không còn u sầu. Quên đi ba lo âu cùng hướng đến mai sau, cùng chúc nhau ba câu ca cho đời thêm hương hoa. Ha ha, oh đêm Noel. Mời tất cả các tôi nhảy ra. Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày Giáng sinh an lành, mừng hạnh phúc cho muôn nhà. Từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi vui tiếng hát ca vang lên. Offline chuyện tình yêu đã thành công tốt đẹp. Hãy tiếp tục viết câu chuyện tình yêu của các bạn và gửi về chương trình nha. Hẹn gặp lại.